Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kim tự tháp nhận thức thương hiệu. Nhận thức thương hiệu của khách hàng có nhiều tầng. Nhìn vào hình ảnh, bạn cũng có thể thấy tầng thấp nhất là không nhận biết được. Sẽ có những thương hiệu các bạn hoàn toàn không nhớ gì hết và cũng không nhận biết được nó. Đi trên đường phố, nhìn thấy biển quảng cáo có tên thương hiệu nhưng hoàn toàn không biết họ kinh doanh gì, không có ấn tượng, liên tưởng gì về thương hiệu đó. Thì đó chính là tầng thấp nhất trong kim tự tháp, unaware of the brand. Tầng thứ hai là nhớ về thương hiệu nhưng cần được nhắc, aided awareness. Có nghĩa là nếu ai có thương hiệu được ai đó đề cập hoặc xuất hiện ở đâu đó gợi nhắc thì bạn sẽ nhớ, còn nếu không thì bạn không nhớ luôn. Tiếp theo, tầng thứ ba là nhớ mà không cần nhắc, unaided awareness. Ví dụ như bây giờ, tôi hỏi bạn quán cà phê mà bạn hay đi là quán nào? Bạn có thể trả lời Starbucks hoặc The Coffee House mà không cần tôi hay bất cứ điều gì gợi nhắc. Tầng tiếp theo là nhớ đến đầu tiên, top of mind. Nghĩa là, ví dụ khi đặt cho bạn câu hỏi, cuối tuần này bạn sẽ mua sắm ở đâu? Thì siêu thị xuất hiện đầu tiên trong đầu bạn chính là thương hiệu top of mind. Hay như với ví dụ quán cà phê lúc nãy thì Starbucks chính là thương hiệu top of mind, nằm ở tầng nhận thức, nhớ đến đầu tiên trong kim tự tháp. Và tầng cuối cùng chính là insight dominant. Thương hiệu xuất hiện trong mọi hoạt động của bạn. Ví dụ, bạn sử dụng điện thoại iPhone, làm việc thì dùng MacBook, iMac, sử dụng Apple Smartwatch để đo lường sức khỏe, xem giờ, vân vân. Vậy thì có nghĩa là những hoạt động của bạn gắn liền với thương hiệu đó. Đây chính là mức độ cao nhất của nhận thức thương hiệu và hẳn là doanh nghiệp nào cũng mong muốn thương hiệu của mình đạt được mức độ này.